Hương Thúy và Thái Phạm xin kính chào quý vị khán giả của truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, nói đến ánh sáng và tương lai là chúng ta lại nghĩ đến Patrick Key Foundation là một trong những tổ chức thiện nguyện. Và hôm nay Patrick Key Foundation đã tổ chức một chương trình gây quỹ để giúp cho các em tại quê nhà bị cũng như là những người bị mù có được ánh sáng, cũng như các em có những cái học bổng để đi học, những gia đình nghèo khổ. Và bây giờ Phương Thúy xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Đối với Patrick Key thì luôn luôn tôi có một cái tình nghĩa rất là gắn bó, bởi vì là sau mấy năm trời dạy học và đi rồi, các anh em học sinh cũng vẫn nhớ đến mình. Và hàng năm có những cái việc mà hội họp để thăm nom với nhau thì rất là làm cho tôi rất là cảm động. Tôi xin cảm tạ tất cả các quý vị đã tới đây ủng hộ cho cái chương trình thiện nguyện của Patrick Key Foundation. Mong rằng cái sự ủng hộ của quý vị sẽ tiến triển lâu dài để cho những cái công tác thiện nguyện của Patrick Key Foundation sẽ tồn tại với thời gian. Patrick Key Foundation mục đích là cơ quan thiện nguyện không vụ lợi để giúp người nghèo trong ba lĩnh vực giáo dục, y tế và xã hội. Cái tiêu đề mà gọi là ánh sáng và tương lai có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để giúp cho người mù mổ mắt cho sáng, và tương lai là cho các em học sinh, sinh viên nghèo, ưu tú, không có đủ điều kiện đi học thì mình giúp cho mấy em nó đi học tiếp tục. Tôi cũng rất hăng say trong công việc giúp những các em ở Việt Nam, tất cả như chồng tôi đã nói là về xã hội, y tế và văn hóa. Chương trình gây quỹ và làm những việc từ thiện, làm những cái chương trình rất là hay cho bên Việt Nam, giống như là phát học bổng cho các em học sinh nghèo ưu tú, hay là đi mổ mắt cho các cô, các chú, các bác bên Việt Nam mà cần cái sự chữa trị về cái đôi mắt cườm. Đó, thành ra anh rất là được hãnh diện để mà một phần trong cái hội Patrick Key này. Thật sự thì tôi thấy tổ chức này làm chúng tôi rất là xúc động, bởi vì mình cá nhân mình không thể làm được, thì cũng có những hội đoàn tổ chức thì chúng tôi chỉ là một cá nhân góp một bàn tay. Thì điều này chúng tôi cũng muốn chúc cho ban tổ chức cứ giữ mãi như thế này, và cũng xin kêu gọi tất cả mọi người đóng góp một bàn tay đến tham dự để mà chúng ta có được một cơ hội mình chia sẻ những sự đóng góp cho những người bất hạnh. Phương Thúy tường trình từ San Jose xin kính chào tạm biệt quý vị.